Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tiếp và làm việc với ông Lý Lâm Bằng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc Cục 2, cùng các thành viên của Tổng Công ty đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc Cục 2 đã thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua. Doanh nghiệp là một nhà thầu quốc tế với các nghiệp vụ xây dựng như công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, tư vấn và thiết kế, cho thuê các thiết bị máy móc xây dựng, sản xuất và phân phối bê tông, nguyên liệu xuất nhập khẩu, thiết kế và xây dựng kết cấu thép. Đánh giá cao tiềm năng và tốc độ tăng trưởng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, doanh nghiệp mong muốn thời gian tới có cơ hội đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin, trên địa bàn tỉnh đang có một số dự án lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai ở nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh sự quan tâm của Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc đối với Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp có tiềm lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.